Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể, tức là ghép cánh tay đầu tiên từ người cho sống cho một bệnh nhân 31 tuổi bị cụt tay trước đó 4 năm. Đây cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới được thực hiện từ người cho sống. Bệnh nhân được ghép là một nam giới ở Thanh Trì, Hà Nội. Trước đó bệnh nhân này đã bị mất 1/3 dưới cẳng tay trái do bị tai nạn lao động. Trường hợp hiến tay là một bệnh nhân 51 tuổi bị chấn thương phức tạp ngày 3 tháng 1 năm 2020 cũng do tai nạn lao động khiến 1/3 dưới cẳng tay của bệnh nhân bị hoại tử phải cắt bỏ. Tuy nhiên, nhận thấy 1/3 cánh tay dưới bị bỏ đi vẫn có thể tái sử dụng để ghép cho một bệnh nhân khác bị cụt đúng phần cánh tay này và được sự đồng ý của hiến tạng của người nhà bệnh nhân thì ngày 21 tháng 1 năm 2020, các bác sĩ Bệnh viện 108 đã thực hiện ca ghép tay. Đến nay, sau 1 tháng, bệnh nhân đã được ra viện với sức khỏe ổn định, bàn tay đã cử động được và bước đầu có thể cầm nắm vật nhỏ. Bệnh nhân sẽ tiếp tục quá trình vật lý trị liệu trong khoảng 6 tháng đến 1 năm. Theo thống kê, đây là trường hợp ghép cánh tay thành công từ người cho sống đầu tiên. Hiện toàn thế giới mới có 89 ca ghép chi thể thành công, nhưng tất cả đều được lấy từ người cho chết não.